À, mình xin chào mọi người ngày hôm nay. Mình sẽ nói về cái sự khác biệt trong thuật ngữ là luật sư ở nước ở Anh và Mỹ. Mình sẽ coi xem và mình dùng từ cho đúng ha mọi người. Thì mình có là lawyer is a general term. Lawyer, luật sư là một cái thuật ngữ chung, chung chung. Which we use to refer. Cái mà chúng ta sử dụng để refer là để chỉ ra, để chỉ someone, cái người. Who, người mà has learned the law, là người học luật. And a license to practice, và có một cái chứng chỉ để mà hành nghề. In the US. Cho nên, trong câu trên thì mình cũng lưu ý đúng không? Người ta nói có hai điều kiện là phải học luật và có chứng chỉ hành nghề. Nếu mình học luật không thì không gọi là lawyer. Mình phải có thẻ, phải có chứng chỉ hành nghề thì người ta mới coi đó là lawyer. Ở Việt Nam cũng như vậy. Tại vì mình thấy là có thể nhiều người người sẽ nghĩ rằng là học luật 4 năm xong sẽ là luật sư. Nhưng không phải, đó chỉ là cử nhân luật thôi. Mình phải học để mình lấy chứng chỉ hành nghề và mình thì đến lúc đó rồi mình lấy thẻ, mình gia nhập đoàn. Thì đó, lúc đó mình mới gọi là lawyer. In the US, ở Mỹ thì lawyers are often called attorney or attorney at law. Ở Mỹ người ta sẽ gọi cái thuật ngữ luật sư là attorneys hoặc là attorney at law. Còn ở Anh và xứ Wales, in England and Wales, the legal profession, cái profession ở đây mình dịch là nghề nghiệp. Nghề nghiệp pháp lý tức là nghề luật. Mình dịch tắt là nghề luật is not unified, là nó không được thống nhất. Tại sao nè? So a jurisdiction is drawn between. Cho nên là có, tức là cái thẩm quyền thì có một cái sự khác biệt trong thẩm quyền. Is drawn, cái drawn này là được vạch ra, được xác định giữa solicitors. Thì solicitors là ai? Là who have the rights of audience. Cái người mà có quyền dự khán. Dự khán là giống như quyền của khán giả, chỉ xem và nghe nhìn thôi. In some court, ở trong một vài phiên tòa. And barrister, và barrister là cái thuật ngữ thứ hai để chỉ về luật sư. Who specialize in advocacy, cái người mà chuyên về tranh tụng, biện hộ. Advocacy là biện hộ. Người ta IE tức là ví dụ như là the art of presenting. Cụ thể là cái IE là cụ thể là the art là cái nghệ thuật presenting cases là mình trình bày vụ kiện in court tại phiên tòa. And to have the rights of audience in all courts, và người có quyền dự khán ở tất cả các phiên tòa. Rồi thì mình sẽ nói tóm tắt lại là ở Anh và xứ Wales thì cái thuật ngữ luật sư sẽ bao gồm solicitors và barrister. Cái solicitors là mình chỉ được dự khán, tức không có quyền tranh tụng, chỉ được xem, nghe nhìn ghi chép ở một vài phiên tòa. Nhưng barrister là người có quyền dự khán tất cả các phiên tòa và có quyền tranh tụng. Tiếp theo, generally là nói chung, nhìn chung thì a solicitor will consult with his or her client. Thì cái người solicitor, cái trách nhiệm của họ là gì? Họ tiếp xúc với khách hàng. Họ sẽ consult là tư vấn với his or her client, là với khách hàng của anh ấy hoặc cô ấy. And prepare a brief, và họ chuẩn bị một cái bản tóm tắt vụ kiện. This brief is done. Cái bản tóm tắt này sau đó pass on thì được câu bị động is passed, là nó được chuyển đến a barrister, đến cái người barrister who will present the case in court, người sẽ trình bày vụ kiện tại phiên tòa. Thực ra làm như vậy là để họ phân công cái nhiệm vụ ra, ví dụ ai mạnh về cái việc tư vấn tiếp xúc khách hàng lấy thông tin thì mình sẽ làm cái việc đó trước, sau đó ai mạnh về cái việc trình bày tranh tụng thì mình sẽ tranh tụng. Mình thấy cái này cũng rất là hay. Successful and distinguished barristers, thành công tức là cái người barrister, người luật sư thành công, và distinguished ở đây mình dịch là sao? Xuất sắc, nổi bật. Distinguished ở đây là phân biệt ha, có thể phân biệt tức là họ nổi trội lên, phân biệt ra. Are often invited, thường thì được mời đến, câu bị động are invited. Họ được mời đến to become a Queen's Counsel, để trở thành gọi là một cái luật sư of Queen. Queen ở đây là nữ hoàng, mình dịch là luật sư của nữ hoàng, luật sư cao cấp, luật sư cao cấp. Such barrister, là những luật sư như vậy, are always use, họ luôn luôn sử dụng QC là cái chữ Queen Counsel, cái viết tắt after their name, sau cái tên của họ, tại vì nó thể hiện rằng họ là những cái người rất là thành công,
giỏi giang xuất sắc, cho nên là họ sẽ có được một cái biệt, một cái dùng cái chữ đó để mà họ thể hiện về cái năng lực của họ. Rồi tiếp theo mình có cái phần học về giving reasons and explanations, mình đưa ra lý do và giải thích. Ở bài học lần trước mình đưa ra cái lời khuyên, mình đưa ra cái advice and recommendation. Trong bài lần này mình sẽ đưa ra reason, cái lý do và cái sự giải thích. It's important to give reasons, explain things step by step. Nó thì quan trọng, thường thì nó quan trọng khi mà để đưa ra lời khuyên và giải thích mọi thứ từng bước. Step by step là từng bước một. Explaining là mình giải thích mọi thứ từng bước một. Như vậy thì nó mới dễ hiểu và nó xúc tích cô đọng, người nghe người ta sẽ nắm được. Chứ không phải là mình cũng một nội dung đó, nhưng nếu mình trình bày dạng văn bản thì người ta sẽ không nắm được ý của mình. Và là một luật sư thì như khi mình đi học, hồi mình học ở Học viện Tư pháp thì đúng là phải có cái kỹ năng này. Một là, hai là, ba là đó. Nghĩa là mình phải nói cho rõ ràng ra như vậy. Firstly and first of all. Cái chữ firstly và first of all aren't used. Không được sử dụng, câu bị động. Không được sử dụng in the same way, theo một cách giống nhau. Let's see. Hãy cùng xem nè. Thì có nghĩa là nó không được sử dụng giống như nhau. Mình cần phải phân biệt như thế nào nè. Enumerating reasons. Enumerating là mình liệt kê lý do. Firstly, đầu tiên là the company is investing with minimum risk. Công ty này đang đầu tư với một cái minimum là tối thiểu, risk là rủi ro, với một cái rủi ro tối thiểu. Secondly, thứ hai là the investor receives 75% of any rent above the minimum. The minimum là nhà đầu tư thì họ nhận được 75% of any rent. Cái này ở đây mình hiểu là tiền cho thuê. Dựa trên cái mức tối thiểu, dựa trên mức tối thiểu thì họ nhận được 75% dựa trên mức tối thiểu. Thirdly, thứ ba là and for, thí dụ mình còn những cái lý do khác thì mình trình bày tiếp 4 năm là, nhưng mà thông thường thì mình cũng nghĩ là 4 5 cái thôi chứ cũng không có trình bày tới 7 8 cái đâu mọi người ha. Mình nên cô đọng cái tư vấn của mình lại. Và finally, khi nào đến cuối cùng thì mình dùng finally. Mình không first, second, third, fourth, fifth, sixth. Đó là mình dùng theo cái số thứ tự. Rồi, bây giờ phần giải thích thì sao? Explaining steps. Giải thích những cái bước. Involved in a procedure. Procedure là cái quy trình, liên quan đến một cái quy trình thì mình sẽ dùng như thế nào? First of all, đầu tiên trong tất cả, tức là bước đầu tiên rằng trong cái này thì mình không liệt kê dạng firstly, secondly ha. First of all, đầu tiên trong tất cả các bước là we need to discuss. Chúng ta cần phải thảo luận the business relationship between, về mối quan hệ kinh doanh giữa ai với ai đó. Next, tiếp theo, I would suggest depositing. Hồi trước mình, bài trước mình có học là suggest verbing, là tôi đề xuất rằng việc đặt cọc, tôi đề xuất cái việc đặt cọc. Following that, theo sau đó thì it will be your job to proceed. Đó sẽ là cái công việc của bạn để mà thuyết phục, tức là trách nhiệm của bạn, công việc của bạn là thuyết phục cái gì đó. Last of all, cuối cùng trong tất cả, tức là đầu tiên mình có first of all thì mình có last of all. Last of all, cuối cùng là we will notify the tax office. Chúng ta nên thông báo với cơ quan thuế. Tax office là cơ quan thuế. Rồi, mình có một cái nhỏ nhỏ nữa, đó là cái chữ mà as first và chữ firstly mọi người ha. Thì ở đây á là cái chữ as first là gì? Là đầu tiên rằng. Còn chữ firstly hình như là hồi nãy mình trong bài này thì mình đã có nói rồi. Nhưng khi mình dùng at first là lúc đầu, mình dịch là lúc đầu, ví dụ như lúc đầu tôi nghĩ rằng cái công ty này họ có những cái khách hàng, nhiều khách hàng nước ngoài lắm. Nhưng mà sau đó thì tôi thấy rằng hầu hết là đều là khách hàng trong nước. Đó, nghĩa là nếu như cái sự thật đằng sau nó khác với những cái gì lúc đầu mình biết thì mình sẽ dùng là at first, mình không dùng firstly. Có nghĩa là mình dịch sao? Lúc đầu. Mình dịch là lúc đầu, còn cái kia mình dịch là đầu tiên. Đầu tiên, thứ hai, thứ ba. Ha mọi người ha. Rồi thì đó là tất cả những cái kiến thức của ngày hôm nay. Chúng ta đã học được về cách đưa ra, liệt kê lý do, giải thích quy trình.
và mình hiểu được về cái thuật ngữ luật sư dùng ở Anh và Mỹ như thế nào. Hy vọng rằng những cái kiến thức nhỏ này nó sẽ hỗ trợ cho công việc cũng như cái việc tìm hiểu pháp luật của mọi người thêm có nhiều cái sự thú vị hơn nữa, để mọi người có cái động lực để mình tự tìm hiểu thêm những kiến thức hay hơn khác nữa. Hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhiều hơn nữa. Mình xin chào mọi người.